Ngày 31 tháng 7, người phát ngôn của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC cho biết, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 328 trường hợp mắc COVID-19 trong tháng 7, chủ yếu là mắc biến thể Delta, với mức tăng trung bình hàng ngày là 27 trường hợp nhập cảnh. Người phát ngôn của ủy ban này nói rằng, Trung Quốc đang phải chịu áp lực gia tăng trong việc ngăn chặn các ca bệnh nhập cảnh. Hiện tại, đại dịch toàn cầu vẫn đang hoành hành trên thế giới, và nhiều quốc gia đã lần lượt chứng kiến đỉnh dịch. Tháng 7 này, mỗi ngày Trung Quốc có 27 ca mắc nhập cảnh trong cả nước. Áp lực ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh đang gia tăng, đã phát hiện ra một số cụm dịch do các trường hợp nhập cảnh gây ra ở một số tỉnh. Tới lúc này, tổng số ca mắc mới trong tháng 7 là 328 ca, tương đương với tổng số ca mắc trong năm tháng trước đó. Chủng mắc chính hiện tại là biến thể Delta, lây lan nhanh, tái tạo nhanh trong cơ thể, kéo dài thời gian để đạt âm tính, gây ra thách thức lớn trong việc ngăn ngừa và kiểm soát dịch. Làn sóng dịch lần này tại Trung Quốc xuất phát từ sân bay quốc tế Lộc Khẩu ở Nam Kinh, một thành phố lớn với dân số hơn 9,3 triệu người. Ngày 20 tháng 7, trong một cuộc kiểm tra định kỳ, 9 nhân viên dọn vệ sinh tại sân bay đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Chỉ trong 11 ngày tính đến hết ngày 30 tháng 7, Nam Kinh đã ghi nhận ít nhất 210 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và 5 ca nhiễm không triệu chứng. Ổ dịch này hiện đã lây lan sang 6 tỉnh và thủ đô Bắc Kinh, ít nhất 15 thành phố ghi nhận các ca bệnh và ít nhất 26 thành phố có người liên quan đến các ca nhiễm ở Nam Kinh. Đến nay, ít nhất 240 ca bệnh đã được ghi nhận trên toàn Trung Quốc có liên quan đến ổ dịch Nam Kinh. Bên cạnh đó, từ ngày 26 tháng 7, có ít nhất 15 ca nhiễm trong cộng đồng có tiền sử du lịch đến Trương Gia Giới, một thành phố du lịch nổi tiếng ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, và một số người trong đó được cho là có liên quan đến các trường hợp đã đến sân bay lộc khẩu ở Nam Kinh. Thủ đô Bắc Kinh cũng đã báo cáo ghi nhận ít nhất 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng là cặp đôi từng đến Trương Gia Giới. Giải trình tự gen của 52 ca bệnh trong đợt bùng phát dịch này tại Nam Kinh cho thấy các trường hợp đều có tính tương đồng cao, cho thấy cùng một chuỗi lây truyền và tất cả các chủng đều được xác định là biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao. Cũng theo CDC Nam Kinh, kết quả điều tra dịch tễ cho thấy chuyến bay số hiệu CA910 từ Nga ngày 10 tháng 7 đã được xác định là nguồn gốc dẫn đến đợt lây nhiễm này. 9 nhân viên vệ sinh sân bay lọc khẩu bị nhiễm bệnh ban đầu nhiều khả năng là do khinh suất không thực hiện đầy đủ quy trình bảo vệ bản thân khi làm vệ sinh khoang máy bay, sau đó đã làm lây nhiễm cho một loạt nhân viên khác ở sân bay này. Đối mặt với biến thể Delta nguy hiểm, nhà chức trách nhiều địa phương ở Trung Quốc đã đồng loạt nâng cấp các biện pháp phòng chống dịch nhằm ngăn chặn và kiểm soát làn sóng COVID-19 mới nhất. Tại tâm dịch Nam Kinh và tỉnh Giang Tô, ngoài các biện pháp phòng chống dịch thường thấy lâu nay, hàng trăm nghìn người dân đang phải thực thi lệnh phong tỏa. Nhà chức trách Nam Kinh đã tiến hành 3 đợt xét nghiệm axit nucleic toàn diện, với hàng trăm điểm xét nghiệm cố định và di động, cung cấp các dịch vụ xét nghiệm cho người dân. Chính quyền Nam Kinh cũng kêu gọi người dân không rời khỏi thành phố trừ khi thực sự cần thiết. Để tăng cường khả năng xét nghiệm axit nucleic, Nam Kinh đã xây dựng 6 phòng xét nghiệm bơm hơi tiên tiến, có thể sàng lọc lên đến 1,8 triệu người mỗi ngày bằng cách sử dụng phương pháp xét nghiệm hỗn hợp. Trong khi đó, tại nhiều tỉnh thành khác ở Trung Quốc, giới chức các địa phương cũng áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt như truy vết và phong tỏa để ngăn dịch bệnh lây lan. Hai thành phố Chu Hải và Trung Sơn ở miền Nam tỉnh Quảng Đông đang triển khai những đợt xét nghiệm nhanh trên diện rộng ngay sau khi phát hiện các ca bệnh liên quan tới Nam Kinh. Tại tỉnh Hồ Nam, thành phố Trương Gia Giới đã đóng cửa tất cả các địa điểm du lịch bắt đầu từ sáng 30 tháng 7 sau khi phát hiện những ca nhiễm mới nhất. Tính đến 6 giờ chiều ngày 29 tháng 7, hơn 226.000 người trong thành phố đã được lấy mẫu xét nghiệm, hơn 120.200 xét nghiệm đã được hoàn thành với một kết quả dương tính là người phụ nữ làm việc cho một công ty du lịch địa phương. Trước đó, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn về COVID-19 cho các chuyến bay và sân bay. Trong đó, cấm nhân viên phục vụ các chuyến bay quốc tế sử dụng các phương tiện công cộng mà hành khách có thể tiếp cận. Họ cũng được yêu cầu không tiếp xúc với nhân viên phục vụ các chuyến bay nội địa để hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh. Ông Trương Văn Hồng, một chuyên gia y tế nổi tiếng ở Trung Quốc nhấn mạnh rằng các ca bệnh được xác nhận tại những khu vực khác nhau ở nước này về cơ bản được phát hiện trong nhóm nguy cơ cao, vẫn có liên quan đến chuỗi lây truyền ở sân bay lộc khẩu và không có trường hợp lây nhiễm cộng đồng nào được tìm thấy ngoài chuỗi lây truyền đó. Điều này cho thấy tình hình dịch bệnh vẫn đang trong tầm kiểm soát. Các biện pháp kiểm soát phòng ngừa hiện rất có hiệu quả. Kết luận này được rút ra dựa trên hai hiểu biết cơ bản. Thứ nhất là sự hiểu biết của cộng đồng khoa học về virus. Nó vẫn là một virus corona và nguồn lây nhiễm, đường lây truyền của nó về cơ bản đã rõ ràng. Hiểu biết thứ hai dựa trên các thực hành trước đây về phòng ngừa và kiểm soát đã được áp dụng để đối phó với hơn 30 ổ dịch cục bộ trước đây ở Quảng Đông, Liêu Ninh và Vân Nam. Các biện pháp đã được chứng minh là có hiệu quả. Mùa hè thường là mùa du lịch của người Trung Quốc với lượng khách du lịch đi lại cực kỳ đông đúc, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Giới chuyên gia y tế Trung Quốc cho rằng, ngoài việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, nước này cũng cần phải học cách tồn tại cùng với COVID-19. Các chuyên gia cũng khẳng định rằng, việc tiêm vaccine COVID-19 vẫn có hiệu quả để bảo vệ con người khỏi các biến thể của virus SARS-CoV-2, và rằng những ca nhiễm chưa được tiêm phòng có khả năng trở thành bệnh nhân nặng cao hơn nhiều so với những người đã được tiêm phòng. Mọi người vẫn có thể bị nhiễm bệnh sau khi được tiêm chủng, nhưng số ca nhiễm có thể cao hơn nhiều nếu người dân không tiêm phòng. Hầu hết các nhà virus học trên thế giới đều đồng ý rằng đây là một loại virus mà chúng ta phải học cách chung sống và dịch bệnh ở Nam Kinh càng củng cố thêm nhận định rằng sẽ luôn có những nguy cơ lây nhiễm trong tương lai. Do vậy, cần nâng cao ý thức của mọi người về phòng ngừa và kiểm soát cùng với sức mạnh của hệ thống y tế công cộng để có thể sống chung với virus.